Bi bấm lung tung đấy. Thì Bi tự xem nha. Bi ngồi đây mà xem. Chị xuống dưới nhà đây. Bi ngồi dưới đây mà xem. Chị à, ê, nằm đây xem YouTube nha. Baby, chị nằm đây xem YouTube nè. Bởi YouTube nó bị xem ạ. Nằm đây đi. Nằm ngồi. Xem đi. Mở cái gì á? Đang xem mà làm gì đấy? Đừng nghịch Bi ơi. Xem YouTube này. Để im đi. Tua. Đang xem mà. Đang xem mà, Jimmy, bỏ tao đây xem. Mở lên để xem. Ơ à, Bi mở lên xem này, Bi làm gì nè? Nào, đang ấy mà, đang xem mà. Mở lên để xem. Đang xem mà Bi. Ờ, đang xem mà. Mở lên để xem đi. Đang xem YouTube mà. Làm gì ấy? Ừ. Úp lại này. Bi không xem nữa à? Nào đưa trả điện thoại đây cho xem. Không xem thì thôi. Không xem mà. Đưa đây cho chị xem. Bi không xem để chị xem chứ. Không xem đi. Nào không xem thì chị xem chứ. Ơ oh. Nào đi không xem mà để chị xem chứ. Sao cướp thế? Nào đang xem mà. Bi làm gì? Đang xem mà. Bi không xem mà để chị xem chứ. Bi bấm lung tung đấy. Thì Bi tự xem nha. Bi ngồi đây mà xem. Chị xuống dưới nhà đây. Bi ngồi dưới đây mà xem. Ngồi đây mà xem này. Chị xuống dưới nhà đấy.
cho Bibi ăn. Chị à, sao không ra đây? Ừ, ra đây đi, ra đây. Ở trong nhà làm gì à? Ra đây đi. Mi ngồi trong đấy làm gì? Chị nữa, đi giận chị cái gì đấy? Chị vừa mới xuống gọt trái cây cho Bi ăn mà. Bi xem YouTube chán rồi mà. Ra đây đi. Đi ra đây xin lên chị đốt trái cây cho ăn. Bi, Bi ơi, sao giận gì thì gọt trái cây cho Bi ăn mà. Ra đây chị bé, bé lên nào. Đi mà,
xong ăn, ăn đi. Thôi, chị lấy nho cho ăn nhé. Ăn đi. Nho ngon mà. Nho tươi lắm, mới mua luôn đấy. Nào, xóc vào ăn chứ. Vứt luôn à? Lại vứt. Không ăn nè. Lấy miếng nho nhé. Ta ăn nho nè. Ủa sao Bi vứt hết đồ ấy? Hả Bi? Sao này? Sao này? Đừng giận chị nữa mà Bi. Bi. Bi ra đây này. Ra đây. Ăn táo ăn nho này, ngon lắm. Bi ơi. Bi. Bi ơi ra đây. Ra đây mà. Đừng giống em gì. Mẹ chú mới cho thấy em gì. À không giận chị mẹ này. Bi. Ăn nữa nhá, ăn táo nhá. Táo ngon mà. Cảm ơn này. Để xuống dưới kia thì lấy sữa cho uống nhé. Lúc đấy Bi đang xem YouTube mà Bi còn giật giật cả điện thoại từ tay chị mà. Bi. Xin lỗi mà. Nhìn chị này. Bi Bi. Bi Bi. Xin lỗi. Chị xuống cắt trái cây mà có làm gì đâu. Cắt trái cây thì ngon nên chị ăn miếng thôi. Chị cắt nó cắt cho Bi đầy đủ kìa. Bi. Chị không có ý ăn mình đâu. Tại Bi xem YouTube hăng say quá. Thế nên là chị không gọi Bi xuống. Chị cắt để mang lên phòng cho Bi mà. Thế Bi. Bi không giận gì nữa nha. Lúc đó chị mở YouTube cho Bi xem, Bi chả chịu xem gì cả. Bi cứ nghịch bấm lung tung nên chị không xem nữa. Chị xuống vào ít trái cây cho Bi ăn mà, chứ không phải chị xuống ăn một mình đâu. Chị chỉ ăn mấy miếng thôi, nên gọt trong lúc gọt ăn mấy miếng thôi. Chị cắt cho Bi một đống này rồi mà. Đây này, táo với nho của Bi đấy. Bi không ăn. Ừ, Bi tha lỗi cho chị nha. Ừ, tha lỗi cho chị nhá, cho Bi ăn nhé. Này. Ừ. Ăn rồi à? Ăn đi. Đó, chị xuống chị cắt cái này cho Bi mà, không phải là ăn một mình đâu. Chị xin lỗi nha. Lần sau chị gọt trái cây mang đi cùng đi. Mang từ từ đi. Xong rồi đút đi. Chị ăn mình đi nha. Ăn tiếp này. Ăn nó miếng cuối này. Ngon thế, Bi ăn ngon thế.
rồi. Em dặn chị nữa nha. Cho xem YouTube nào. Lần sau xem YouTube không được chạy giành giật, không được như thế đâu nhé. Phải ngồi xem ngoan chứ.